Bộ năm 6B. Đôi mắt người xưa. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Hiệu Audio nha. Một dòng vang bãi thương hiệu của Mỹ ETC. Đó, hàng mà các bác đã mong chờ trong suốt 2 tháng qua đã cập bến các bác nha. Và cũng một đó là một tin vui, đó là đã cập bến hàng những cái bác nào mà đã đặt hàng trước. Đó, nó hơi buồn một chút, đó là về số lượng nó không nhiều. Ở đây nó chỉ tầm khoảng được hơn 20 con các bạn, hơn 20 con. Đây em đã bóc sẵn, nó chia làm 2 thùng, 2 kiện một em nhập về. Thì một kiện anh em đang bóc ở dưới tầng 1. Đấy, quay lên cho bác một kiện đầu tiên. Phải nói là hàng chọn nó vẫn khác những cái hàng ôm lô đúng không bác? Đó, hàng thì luôn luôn hàng bãi, bên Hiệu luôn luôn những hàng tuyển chọn các bác nhé. Dòng vang số bãi ETC đời cao, có cổng quang HC8 cộng và HC9 các bác nhé. Hai mã này thì các bác theo dõi Hiệu Audio bán thì cũng quá là quen thuộc rồi. Đó, mã đời cao, cổng quang, nó chỉ khác về tên gọi thôi. Đấy, còn nó sẽ giống hệt nhau về chất âm và hình thức. Đây, quay các bác phía trước, đây là phía sau này, để bác biết được là phía sau nó đẹp như nào. Đấy các bác nhé, đây phía sau cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. Đó, đời cao ETC cổng quang. Đấy, có cả cổng quang này anh em này. Đó, có cả cổng quang nha các bác nhá, cực kỳ đẹp đúng không ạ, cả đằng trước cả đằng sau luôn. Đó, để em lấy nét cho bác dễ nhìn nhá. Đây, các bác nhìn từng cổng cắm của nó này, cực kỳ sạch đẹp luôn. Đây, các bác nhìn hàng tuyển chọn anh em nhé. Hàng tuyển chọn, kể cả rắc cắm nó cũng phải đẹp. Đó, nhiều hàng ôm lô thì rắc cắm nó han gì hết, rồi nó móp méo, rồi nó gãy. Đấy, hàng nguyên bản bên Hiệu Lô đây. Đó, phía sau đây các bác này. Đây, ETC đây các bác nhé. Made by ETC, California USA. Đấy, hàng thương hiệu của Mỹ các bác nhé. ETC quá nổi tiếng rồi. Đó, hàng bãi xịn. Đó, các cổng cắm phía sau, cổng máy tính này. Đó, cổng optical này, cổng quang này các bạn. Cổng quang. Đấy, hai đường ra này, hai đường vào BGM này, đường ra của nó có cả đường Canon và AV. Đấy, đường sub center. Đó. Canon 4 cổng Canon các bạn nhá. Đó. Hai lỗ ra của mic này, không dây. Không dây cắm đằng sau thì nó gọn các bạn. Có hàng tuyển chọn các bác ở đây. Thực ra là bên em thì về số lượng thì nó cũng không bao giờ là có nhiều, bởi vì là hàng tuyển chọn nó khác với lại hàng ôm lô các bác nhá. Hàng tuyển chọn thì luôn luôn nó có số lượng, bởi vì là em sẽ nhặt những cái con đẹp nhất. Đấy, em sẽ nhặt những con đẹp nhất. Đó, kể cả mên vỉ và hình thức, bởi vì bên Hiệu Đô nói thẳng luôn là bọn em sẽ không sửa chữa. Không sửa chữa đây, kể cả những hàng 3G rồi mic bãi các thứ lọc bãi này các bác này. Đấy, đều hàng mặt sạch đẹp hết các bác nhá. Đó. Các bác cứ vài hôm các bác gọi điện thì cứ hỏi còn không, thì thưa các bác là nó bay nhanh hết lắm. Hàng ôm lô nó bán thì nó lâu, nhưng mà hàng chọn như này thì anh em thợ còn thích, đừng nói là các bác dùng. Anh em thợ còn thích. Nên là nhiều lúc mà gặp bác thợ bình thường bán lẻ, bác nào bình thường gặp bác nào thợ, mấy bác thợ quen với Hiệu Audio mà cùng tần số bác nó bốc hết sạch luôn, là không còn luôn. Đó. Đời cao cổng quang, cực kỳ đẹp. Đó, cổng kết nối phía sau. Đó, hàng tuyển chọn nó không có nhiều anh em nhé. Vang số bãi này thì các bác về có thể là kết nối với lại âm ly hoặc cùng đẩy nha các bác. Đấy, để nâng cấp dàn âm thanh. Đó, ở đây thì bọn em mới lau chùi qua một chút thôi. Em lấy rẻ em lau qua một chút chứ chưa vệ sinh nhá. Chuyển đi cho bác thì em sẽ dùng Kana RV7 để đánh sạch sẽ những cái vết bẩn với xước luôn. Đấy thì nó sẽ mới cong luôn. Còn đây là chưa vệ sinh. Chưa vệ sinh là về nó đẹp như này thôi. Thì bác phải hiểu là hàng chọn thì nó sẽ khác hàng ôm lô như này. Đó. ETC HC9 và HC8 cộng, hai model đời cao nha anh em nhé. Anh em lấy hai dòng nó đều như nhau hết, chỉnh như nhau, chất lượng âm thanh như nhau, mên vỉ như nhau. Đó, chất lượng âm thanh ra đều như nhau hết. Đấy, hãng của ETC thương hiệu của Mỹ, chất lượng các bác nhé. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ giúp em Zalo 0374684491 nhé. Đấy, để bọn em báo giá cho các bác cái lô đẹp này. Đó, chất lượng âm thanh nó hay như nào. Để các bác về ghép với những chiếc âm ly cục đẩy nha các bác. Đấy, âm ly cục đẩy nha các bác, để nâng cấp âm thanh. Đấy, vang số này mà nó có thể chỉnh tay được. Đấy, các bác nhìn ở trên này nhá. Đây,
như này các bác bấm nút music để ra các giải tần, mic ra các giải tần này. Đấy, các bác có thể là di chuyển thay đổi giải tần và tăng giảm ở đây. Đấy, giữ tầm khoảng 3-4 giây nó lưu, giữ hút trừ này tầm khoảng 3-4 giây nó lưu luôn. Đấy, nó lưu cái chế độ nó vào luôn nhá. Đấy, còn không thì em chọn, em đã chỉnh 3 chế độ chuẩn rồi. Đây các bác bấm vào nút reset này. Đấy, bấm nút reset này. Đấy, nó ra các chương trình mà em cài sẵn thì các bác vặn to nhỏ mỗi nút mic này. Music là nhạc này, đấy là hát thôi, không cần phải chỉnh cái gì cả. Còn về bọn em sẽ dán giấy hướng dẫn ở trên này. Đấy, đánh mũi tên vào đây, đường nào ra đẩy, đường nào là đường vào từ TV vào. Bọn em sẽ dán giấy hướng dẫn cho các bác hết. Hàng mới, hàng bãi bọn em đều dán hướng dẫn hết nhá. Và anh em có nhu cầu liên hệ Zalo nhá, 0374681491. Đó, giờ sẽ test cho các bác một chút chất âm và khui nội thất cho các bác xem nhá. Tôi ở đồn xa, nhịp cầu duyên bóng tối, chi âm muốn tìm. Em ở thành đô, ngại gì một câu thơ, hoa điêu lòng ca. Rồi đến em hậu giang tôi cùng kiếm, miền Trung tôi cũng tìm. Nối nhịp cầu duyên của người anh lính chiến, em xin nhắn lời bao tuổi người ơi, đường tình đã đến đôi, thật lòng đừng lừa dối. Đi lính bao lâu, người trông đẹp xấu, lập được bao chiến công. Mấy câu thành thật ước mong, vì sinh ra phận gái, hỏi ai không lấy chồng. Quý vị đang trở lại với tình khúc nhịp cầu tri ân. Ok, thưa các bác, là em đang test một con vang số bãi Mỹ và một con đẩy bãi Mỹ các bác nhá. Với một chiếc mic có dây rồi các bác nhá, không nâng tiếng, không mic, không dây, loại xịn gì cả. Để cho bác nghe đúng cái chất âm của nó nhá, nghe đúng cái chất âm của nó rất là hay. Đó, chất âm của cái dòng vang số bãi trong ngày hôm nay. Đó, hôm nay về với các bác ở đây là nó rất là nhiều, ở đây cũng gần 100 con mấy loại vang số tiêu biểu, đây là vòng vang số ETC bãi Mỹ HC9 các bác nhé, đời cao cổng quang các bác nhé. Đó, đây là dòng vang số một em bán rất là chạy, nó rất nhiều model. Đây, đây là phía sau của nó đây các bác này. Đấy, có cả cổng quang, cổng optical ra TV đời mới bây giờ các bác nhé, cổng kết nối ra máy tính để chỉnh phần mềm đây. Đấy, phía sau của nó đây. Vang số bãi Mỹ này thì các bác có thể là kết hợp với những chiếc âm ly hoặc là cục đẩy của nhà mình để chất âm nó ra nó hay nhất. Vang số bãi Mỹ, nếu mà các bác theo dõi kênh của Hiệu Auro thì em bán cách đây tầm khoảng 4-5 đến 5 năm về trước dòng HC8. Nó bán rất là nhiều các bác nhé, nó là dòng hot của cái thời đó. Dòng ETC thì nó là dòng thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Đây, đằng sau của con vang này các bác nhé, ETC California USA Made by ETC đây. Đấy, có cả CDN của máy hàng bãi xịn nha các bác nhá. Và hàng bên Hiệu Audio thì luôn luôn thì là những cái hàng tuyển chọn đẹp, xuất sắc như thế này các bác nhá. Đây các bác nhìn nghiêng nhìn dọc đi. Đây là những con mà em chưa vệ sinh gì cả, em bốc từ dưới nhà bốc lên thôi. Đó, mà nó đẹp xuất sắc như thế này. Mặt bày cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, không thể nói chuyện là so sánh với những cái hàng mà ôm lô được, ôm lô thì nhiều bác là làm thợ điện tử về sửa chữa thì các bác có thể ôm lô sống chết để các bác sửa thay linh kiện các thứ thì nó sẽ không còn nguyên bản nữa và chất âm nó dễ dàng, nó sẽ khác các bác nhá, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn vài trăm, đúng không ạ, rẻ hơn vài trăm. Nhưng mà thứ nhất là về các bác bày hình thức nó không được đẹp, cái thứ hai đó là chất âm ra nó không đúng nguyên bản của hàng bãi xịn nữa đó. Và trên thị trường thì các bác lưu ý giúp em là có những cái dòng vang cơ lai số, những cái hàng nhái nhá, những hàng nhái đã xuất hiện trên thị trường là cũng lấy thương hiệu của ETC các bác nhá, nhưng mà ruột gan thì nó là lung
gọi là lộn tung phèo cả. Là ruột gan là lấy những cái hàng rẻ tiền, đó, nắp thương hiệu của ETC và thôi cho dễ bán thôi. Thì các bác lưu ý giúp em, trên thị trường rất nhiều hàng nhái, hàng giả các bác nhé. Đó, dòng vang số ETC hôm nay về với các bác đời cao của HC9 phiên bản cổng quang. Nhiều bác bảo là cái cổng quang nó thêm cổng quang mà nó có hay hay không đấy, mà nó đắt hơn vài trăm như thế. Thì thưa với các bác là thứ nhất nó đắt hơn ở cái cổng quang tân TV đề mới. Đây là cái phụ thôi, đây là cái phụ thôi các bác nhá. Cái thứ hai, cái quan trọng nhất là chất âm nó phải khác, chất âm nó phải hay hơn. Nó sẽ có là 4 nút, 8 nút ở đây. Cái con ETC HC8 thì là 6 nút các bác nhá, 6 nút. Và ở trong đây nó sẽ có nhiều giải cần chỉnh hơn các bác nhá. Rất là nhiều cần chỉnh đây này. Đấy, con này rất là dễ chỉnh các bác nhá. Các bác chỉnh phần mềm cũng được mà chỉnh tay cũng được, rất là dễ sử dụng. Các bác mới làm quen hoặc là bác có tuổi đều chỉnh được hết. Ví dụ các bác bấm chỉnh phần mic này, bác bấm vào đây, đấy nó sẽ có trong này hát reverb rất là hay. Tiêu biểu của cái con vang ETC bãi Mỹ này là hát chất reverb cực kỳ mượt mà. Đấy, các bác đã nhận xét là con này hát reverb còn hay hơn cả X5 các bác nhá, hay hơn cả X5. Đấy, các bác bấm di chuyển vào đây, ví dụ các bác muốn chỉnh mic đúng không? Bấm vào nút mic này. Đấy, nó ra các menu ở đây. Thì bác có thể vào đây di chuyển từ nút 1. Đấy, nút chống hú đây. Ở đây sẽ có effect này. Đấy, echo này, reverb này. Ví dụ các bác muốn hát ít reverb chẳng hạn đấy, thì bác giảm đi. Các bác hát nào mà hát hay, hát nhiều reverb tăng lên, rất là dễ đúng không ạ? Và có nút save ở đây, còn là giữ mấy giây và đều tự động nó lưu rồi. Thì bác có video chi tiết hướng dẫn các bác nhé. Các bác không phải lo về vấn đề này. Video hướng dẫn chi tiết từng nút một, em sẽ gửi cho các bác. Đấy, reverb time này, đấy, độ trễ thời gian của nó. Bác hãm công suất của nó lại, muốn để mức co to bao nhiêu, đấy tùy các bác, vấn đề thoải mái. Tương tự ở cái bấm nút mic này các bác nha, bấm nút mic này di chuyển, các bác có thể chỉnh reverb echo ở trên này nhá, rất là dễ sử dụng. Đấy, bấm vào nút mic tiếp theo nó sẽ ra những cái giải tần equalizer, tổng ở đây nó sẽ có 15 giải tần các bác nhá. Đấy, 5 giải 15 giải tần, các bác có thể tăng giảm bass chép ở trên này, ví dụ như 6.3 Hz đến những cái tần số cao này sẽ là phần chép các bác nhá, tăng giảm ở nút này luôn. Đấy, các bác muốn tăng nghe nhiều chép bấm vào đây. Tương tự ở phần cuối, ở giữa này là trung, cuối này là tiếng bass này, bác tăng giảm ở đây tùy theo cái tai nghe của bác tăng giảm. Tương tự như ở nút music cũng thế, là chỉnh cho nhạc cũng có những cái giải tần như thế, 15 giải tần tăng giảm, các bác thích nghe nhiều chép ở trên này tăng chép lên đúng không ạ? Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết về con này các bác nhá, nên các bác hoàn toàn yên tâm, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, đây là chọn đầu vào này, cổng quang, cổng optical hết trên này các bác nhá, chọn đầu vào đây. Đấy, digital, optical, auto này. Đấy, thoải mái luôn. Ngoài ra thì các bác muốn chỉnh để sẵn, bọn em chắn chỉnh ok hết, bọn em khóa vào. Đấy, nó có một nút khóa các bác nhá. Khóa vào thì không ông nào động vào được. Các bác về chỉ vặn to nhỏ như này để hát thôi. Đấy, không phải chỉnh thêm một cái gì hết. Rất là dễ sử dụng các bác nhá. Đây ở phía sau của nó đây. Cổng optical ra TV đời mới đây. Cổng chỉnh máy tính phần mềm này. Đấy, đường vào của nó, đường input nó sẽ có cả đường BGM, AV, đấy, DVD, đây là cổng AV nhá. Đường dép dài là đường ra. Ở đây đường ra của nó đều có đường, cả đường Canon và đường AV, rất là dễ sử dụng. Các bác nhá, rất là nhiều cổng ăn chơi, cổng sub, center đầy đủ hết. Đây, Canon sub và Canon AV. Hai cái lỗ mic ở phía sau. Ba lỗ mic phía trước các bác hoàn toàn dễ chỉnh nhá. Đấy, thường thường các bọn em căn chỉnh hết, bọn em khóa vào, các bác về vặn mỗi mic này. Nhạc này rất là dễ sử dụng các bác nhá. Tiếng cho nó rất là hay luôn. Rất là hay. Đây bác thử cái chất âm nghe tiếng chay của nó nhá, khi mà không có nhạc nó như thế nào nhá. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Đó, tiếng của nó rất là đanh, tiếng reverb của nó như tiếng hang động rất là hay các bác nhá. Hang động rất là hay. Đó. Đấy, bây giờ em sẽ cho các bác xem chiêm ngưỡng cái nội thất của nó nhá. Nội thất của nó thì đẹp, 10 con chọn thì bọn em đều chọn đẹp như thế này nhá. Đây. Đấy, muốn các bác nhìn bên vỉ nó phải sạch đẹp như này. Đấy, ở đây nó toàn bộ là tụ nhôm, sử dụng tụ nhôm cao cấp các bác nhá. Đây, tụ nhôm cao cấp. Các bác nhìn chưa? Tụ nhôm cao cấp. Và bên vỉ nó phải sạch đẹp như này các bác nhá, chứ không phải như nhiều bên người ta thợ sửa chữa là han gì các thứ rất là về bên ngoài người ta sơn lại, còn bên trong thì han gì. Đấy. Đấy. Cái này nó sẽ dập chìm cái chữ ETC ở trên mạch nhá.
IC 3.0, 3.0 và những con đời cao thì nó sẽ chung chung vỉ mạch. Đó, đây sẽ có ba rất là nhiều mấy con chip xử lý này, xử lý mặt này, xử lý âm thanh. Con này là xử lý chính của nó là chip Yamaha các bác nhé. Này, con chip xử lý này còn là con cực kỳ chất lượng luôn. Các bác thợ mà dùng bán vang ấy, các bác chỉ thích cái con chip xử lý này này, chip Yamaha này. Đấy, con này xử lý âm thanh cực kỳ hay luôn, cho toàn bộ luôn, chất lượng cực kỳ hay. Đây, và những cái con này là con tụ nhôm, tụ nhôm cao cấp các bác nhé. Đấy, các bác nhìn từng tụ, từng con tụ một này, quá chất lượng luôn các bác nhé. Đó, nó phải sạch đẹp như này. Chính vì thế là vì sao mà những cái dòng vang số bãi ETC hàng bãi Mỹ xịn như thế này được các bác rất là ưa chuộng và rất tin dùng những cái dòng sản phẩm này. Bởi vì là thứ nhất, nó rất là nhiều ưu điểm nha các bác nhá. Thứ nhất là nó dễ chỉnh, nó dễ chỉnh. Cái thứ hai đó là cái chất âm gì vợt của nó rất là mượt mà, rất là hay. Cái thứ ba là độ bền cao. Em bán hầu như là không có bác nào phải bảo hành bao giờ cả. Dòng vang cực kỳ bền luôn các bác nhá. Rất là nhiều ưu điểm, rất nhiều ưu điểm. Đấy, và cái quan trọng của nó là giá thành nó mềm các bác nhá, giá thành nó mềm, nó vừa túi tiền, nó mà chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhá. Phải nói là dòng vang bãi ETC này thì nó cái giá trị cũng như là chất lượng âm thanh nó sẽ hơn cái số tiền các bác bỏ ra rất là nhiều. Đấy, chính vì thế là bao nhiêu năm là em bán cái dòng vang này rất ổn định các bác nhá, đặc biệt là cái dòng cổng quang đời cao ETC này. Quá chất lượng đúng không bác? Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Đó, để những sản phẩm mới đây bọn em sẽ về những sản phẩm lô vang, lô đẩy, bãi, hàng đẹp, những bộ dàn cao âm thanh nắp đặt trực tiếp tại nhà khách để các bác có thể chiêm ngưỡng tham khảo cái thực tế các bác nhá. Thực tế. Ok chưa? Hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Số điện thoại luôn luôn sẵn sàng của bác. Các bác hãy kết bạn Zalo giúp em số này 0374684491 nhá. Kết bạn Zalo 0374684491, địa chỉ tại cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hai cơ sở ở cầu Diễn nhá. Các bác nhá. Rồi, ok. Đấy, những sản phẩm âm thanh chính hãng, những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn chất lượng sẽ có mặt tại Hiệu Audio nhé. Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Rồi, chào các bác ở video lần sau.